Sáng nay, cầu vượt tại nút giao thông Trường Sơn và nhánh đường Tân Sơn Nhất, Bình Lợi, vành đai ngoài quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức được đưa vào sử dụng. Sau hơn 5 tháng thi công, vượt tiến độ 2 tháng so với dự kiến, đây là hai công trình nhằm được thi công gấp rút nhằm giải quyết tình trạng kẹt xe ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Cầu vượt tại giao lộ Trường Sơn được thiết kế hình chữ Y cho xe lưu thông. Theo hướng từ đường Trường Sơn vào nhà ga quốc tế dài 303,8m, nhánh cầu vào nhà ga quốc nội dài 153,8m. Cầu có tính không 4,75m, mặt đường dưới cầu rộng 40m được tổ chức giao thông bằng tín hiệu đèn kết hợp với các đảo phân làn. Tổng mức đầu tư của dự án là 242 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp đặt khoảng 170 tỷ đồng. Sau khi thông xe cầu vượt tại giao lộ Trường Sơn, chỉ có xe ô tô con, xe khách, xe buýt được đi trên cầu vượt để vào sân bay. Đối với xe máy muốn vào sân bay thì phải đi phía dưới cầu vượt, sau đó rẽ phải vào đường Hồng Hà để quay lại tại các điểm, quay đầu để vào sân bay. Nhánh cầu Hoàng Minh Giám, Nguyễn Thái Sơn dài 362m. Tại nút giao thông Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Kiệm cho xe lưu thông một chiều trên cầu theo hướng từ đường Hoàng Minh Giám đến đường Nguyễn Thái Sơn. Các loại xe có tải trọng trên 10 tấn, xe thô sơ, người đi bộ bị cấm chạy lên cầu. Theo đó, theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa, hai công trình được thực hiện là hết sức cần thiết, góp phần kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cửa ngõ cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông qua khu vực trên.